Cháu Nguyễn Minh Tuấn sinh năm 2010, nhưng vì hoàn cảnh nên thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Thu, mẹ của Tuấn, chưa thể đi đăng ký khai sinh cho con được. Mãi đến năm 2019 mới liên hệ Ủy ban Nhân dân phường đăng ký khai sinh, nhưng vì bản thân không có giấy tờ tùy thân nên quá trình xin cấp giấy gặp rất nhiều khó khăn. Vụ việc kéo dài nhiều năm chưa được giải quyết. Việc không có giấy khai sinh dẫn đến Tuấn không thể đi học, không được hưởng các chế độ phúc lợi, an sinh xã hội như những đứa trẻ bình thường. Hằng ngày, Tuấn ở nhà với mẹ tại căn phòng trọ chật hẹp. Sáng ngày 25 tháng 11, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường 12, quận Bình Thạnh, bà Nguyễn Thị Thu đã được Ủy ban Nhân dân phường trao giấy khai sinh cho Tuấn sau nhiều năm đi làm thủ tục. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.